mình đi bán số Phương nhờ nó mong đi theo nó. Ông Gình đó. Gình gì luôn? Ờ kỳ quá không có được. Có rồi hả chú Mười? Kỳ lắm. Thôi chú Mười nãy nói ít ghen bây giờ đi theo Gình luôn. Ngày đi ăn sáng. Rồi chiều về mắt tiêu luôn. Giờ là vợ của chú trốn đi luôn. Trốn đi luôn. Đi về. Đi về tôi ngồi cái băng này khóc á. Khóc quá, khóc quá, khóc quá. Rồi về. Về cũng nhậu lắm nha. Nói thiệt, nhậu lắm. Rồi cầm điện thoại này điện. Điện thì bắt đầu cái nói sóc sóc cái tức đập. Đập cái môi cái điện làm đập biết như cái đó rồi buồn nhậu. Nhậu cái bắt đầu cái đi lại trước đó anh em rồi nó phiền quá thôi. Mày không duyên nợ nó thôi mày bỏ đi mày nhậu giết mày chết à. Thôi thấy gì. Xin mến chào quý quán chị ạ. Hiện tại thì em đang có mặt tại Kiên Giang. Trên tuyến đường em đi ngang đây thì thấy một chiếc Kia rất là lớn luôn. Thì em hỏi cô sớm ở đây thì cô chia sẻ thì có một cặp gia đình đang sống đây. Chú ngoài 60 rồi, chị cũng ngoài 30 của chú anh chị. Thì để em vào trong để hỏi thăm về câu chuyện về gia đình của chú nha. Em thấy trong đó có một bé nhỏ nè. Chào con. Chú ơi. Ồ, em chào chị. Con chào chú ạ. Chú cho hỏi thăm chú hay chú Mừ không? Nãy con trên bờ thấy cái ghe này của chú á. Con hỏi thăm. Ồ, bé này con chú hả? Con gửi mít chú. Con có bà sao? Con bà sao ha? Dạ. Chú nay nhiêu tuổi rồi chú? Dạ 60. Dạ. Còn chị năm nay nhiêu tuổi rồi chị? 33. 33. Ôi. Sao mà cơ duyên nào chú với chị lại đến với nhau vậy? Chú lại chia sẻ không chú? Điện lộn số rồi ha. Điện lộn số luôn. Dạ. Lộn số rồi mới gặp bố đó. Trước khi mà đến với chị là chú đã có gia đình gì chưa? Dạ trước thì có. Chú thể kể về câu chuyện gia đình trước khi gặp chị cho con một khán giả được biết không? Dạ thì trước thì có một vợ lớn rồi đi hai chồng mới xuống thành phố mặn đó. Sáng gì nè cũng mặn vậy rồi sáng gì mặn hồ nha đó đó mặn hồ cái sáng gì cái nó cho tiền cho 30.000 dạ ăn sáng. Rồi chiều 5 giờ vậy đi mất tiêu luôn. Rồi về lên xe ngồi cái băng chót cũng khóc hoài không ơi. Khóc rồi cái người này cho số điện, người kia cho số điện, người ta cho bằng ăn đó. Người giết thì tôi về bê tha nhậu, tôi buồn tôi nhậu lắm luôn. Rồi nhậu quá rồi điện thoại rồi điện tức đập biết nhiêu cái này nói. Rồi cái lần trước chơi, rồi anh em phiên giết rồi thôi nói mày không duyên nợ với vợ mày thôi mày bỏ đi chứ mày buồn mày nhậu rồi mày chết nè thôi tôi nghe lời tôi cũng nghĩ nhậu rồi sau này tôi mới gặp vô đây tôi mằn mướn trong này nè 4 cây rồi mới gặp điện lộn số vợ tôi bây giờ nè. Dạ đây là con của chú hay là con của dạ chị? Con của vợ. Dạ. Điện lượng lộn số rồi cái chú làm quen với chị hay là sao? Dạ thì điện lộn số rồi hai người cũng không biết mặt nữa. Dạ. Rồi tôi nói thôi em xuống đây đi có gì anh lo cho em. Thì cũng lâu lắm rồi cả tháng à. Cái vợ tôi mới xuống. Trên lúc đó là chú biết tuổi của chị là bao nhiêu tuổi rồi có gia đình gì chưa? Dạ cấp đó là cổ nói gia đình có mắt. Người chồng chị có dạ, chồng mắt rồi tôi mới điện vài tới vậy đó dạ. Tôi mới kêu cổ xuống thì cổ đi xuống đó rồi cổ cũng nói cổ có con vậy đó rồi tôi cũng nói tôi lớn tuổi nữa rồi cổ cũng chấp nhận dạ. Từ cái lúc mà cuộc điện thoại đó rồi kéo dài khoảng bao lâu là chú mới gặp được chị cũng gần cả tháng à dạ. Chị tên gì vậy chị? Tên Mỹ Lan. Chị Lan dạ cũng cả tháng. Dạ. Rồi chị mới cuốn gói này ở với chú luôn. Dạ. Ồ, gia đình cũng biết nhau nữa. Dạ.
rồi sau này tôi mới lên trên trấn gặp mẹ cô cổ nữa. Dạ. Cái việc mà lúc mà chú điện thoại á là chú đã sống lên trên trên chiếc ghe này chưa hay chưa, là trên bờ? Chưa, còn ở nhà người chị măng chỗ mình măng á. Dạ. Chỗ mình đang làm á, rồi mình ở đậu đó đó. Rồi sau này người ta mới cho cái ghe, gặp cổ rồi mới cho ghe. Dạ. Dạ. Ta cho ghe mình sửa sang lại ha. Dạ. Mình ở đây. Dạ. Là lúc mà chị lên đây á là chỉ có một bé này thôi hay là có? Dạ. À, hai đứa con trai. Thằng này nè, với mày con này còn ở học với bà ngoại. Chị được ba đứa con ha. Dạ, ba đứa. Rồi con bé ở đâu con không thấy? Bé gửi bà ngoại rồi, gửi bà ngoại cho đi học. 10 tuổi đi. Dạ. Ngoại. Còn bé bé này Út, này Út. Còn bé thứ ba đâu chú? Đó mắc rồi đó. Mắc con bị té xong á. Ồ, bị té xong hả? À? Té xong á. Xong cậu chỗ thuốc chỗ mà bên đây nè, bên kia dạch bên. Cái lúc mà chị lên đây á là chị có dẫn thêm hai bé trai. À, hai đứa trai, mắc hơn đứa. Mà anh ba. Gần xong một đứa rồi. Nếu mình nó chạy lên bờ nó chơi á. Dạ. Mình thì ở dưới mình lau chùi, mình dọn dẹp á, nó cơm nó nước. Cái lúc đó là nó hoài à, mà thời gian kiếm luôn nữa, lúc đầu là kiếm nó là dẫn nó về rồi đó. Dạ. Không biết sao nó chơi hướng nào vẫn biết nữa. Lúc đầu là nó đi qua bên nhà chơi là rước nó về rồi, mà tưởng nó qua đó không mà kiếm hoài kiếm có mới lên công an. Công an rồi cũng trình vậy đó. Báo công an ha. Báo công an mà công an kêu làm giấy tờ lên mấy chân. Rồi sao tìm được bé? Như là suy đoán vậy thôi, nói vậy đó. Rồi mấy chú xuống coi dùm sông túi nhưng chừng không. Yeah. Mà mình đâu có biết nó té sông đâu. Cuối cùng rồi nổi lên hay gì? Không, nổi lên đi xuống dưới mò. Mò được ha. Mò kiếm. Chắc buồn đó luôn. Chú hằng ngày công việc ngày là chú làm gì vậy chú Mừng? Cũng như trên này nè, trên chỗ này mướn mướn thì làm, không mướn thì đi cắm câu con ếch. Hàng ngày chú cắm câu á. Dạ. Rồi chị Lan chỉ cổ rồi bán số. Bán số. Số. Để con trong chơi con. Tiếp. Bé nó quậy à. Quậy sao quậy vậy? Chú la kìa. Chú la kìa. Chú la kìa. Con. La kìa. Này, không chịu cắt. Rồi bà xã của chú còn liên lạc với chú không? Không, cũng mười mấy năm rồi không có gì, không biết nó ở đâu nữa. Vậy là chưa. Dạ. Cô đó thôi chú mười mấy năm rồi. Dạ. Không phải mới đây ha. Dạ, mới không phải mới đây, thôi lâu lắm rồi. Mười mấy còn, năm. Còn chú ở với chị Lan được năm mấy hả chú? Dạ. Bữa nay chị Lan có bán vé số không? Bán bữa. Dạ. Khi mà chị Lan ở với chú Mười đây á, rồi gia đình mình có ngăn cản gì không chị Lan? Bà con của bác đó. Không, cũng chịu nữa. Dạ. Cũng chấp thuận với cái duyên của chị của chú Mười á. Miễn là nó lo làm ăn là được rồi. Dạ. Đây nghe rất là lạ khi chị Lan mới còn rất là trẻ luôn mà lại sống chung với chú Mười đây. 8 tuổi là chú là cha luôn á. Chị không có ngại sao? Ngại thôi. Còn ở chỗ chú Mười có sợ bà con ở đây ta nói gì không chú Mười? Ta cũng nói gì mà tại mình thương nhau thì biết yeah. Sao vậy? Cái duyên hả chị? Ngày chú Mừng đi cầm câu được khoảng nhiêu tiền chú Mừng? Thì ếch nó có 40 ngàn ký, nhiều khi cũng 2 ký ngoài. Dạ. Dạ. 2 ký thì nó được 80. Dạ. Luôn, bữa chúng mua thắt hay chú? Dạ, bữa chúng mua thắt. Trên này đâu có cơ sở làm anh. Thì ổng đi câu ếch đỡ vậy, rồi em đi bán xuống. Chị bán ngày được nhiêu tờ chứ Lan? Cũng 50-60 vậy. 50-60 cũng được 50-60 ngàn ha. Tính ngàn tờ ngàn lắm. Bán số lời lắm sao em thấy đi vi truyền dữ vậy? Đâu có lời đâu, nó là gì nó xanh cho nó hiện con mua đó. Vi truyền ở chợ ha. Chợ á. Đeo bông nữa kìa. Đi si không à, mấy đồ si á. Dạ. Hồi trẻ mà trước khi mà đến đến với chú chị chưa làm nghề gì không? Dạ. Đó thì đó là còn ở Sóc Trăng á. Không, đó là còn chồng.
Đây, ông chồng cũng đi bán vé số vậy đó mà ở nhà với nấu cơm nước à. Dạ. Giữa hai đứa nhỏ vậy đó. Có làm gì hết chứ. Thì lúc còn mười mấy tuổi rồi có làm. Là sống như vậy á, cũng bán quán cà phê cho bà vậy. Dạ. Cái lúc mà được chú mời đây điện thoại á, chị có tin tưởng chú là người tốt không? Trong mình cũng trong một lòng mình sẽ sợ. Đúng rồi, tại đó giờ mình không đi xứ lạ. Dạ. Mà ở đây giờ tỉnh dưới. Thấy thôi, chắc ổng lớn tuổi không có gạt đâu. Là chị tự cuốn gói theo chú Mừ luôn. Có nói ai rồi, không có... nói rồi. Xong xuôi hết, hình như là mình. Dạ. Mình thấy ổng cũng nói chuyện, mình nghe thấy cũng không có người gạt mình. Chị lên đây mình lên là có người nhà có ai đưa lên không? Không, đi mình lên. Đi mình lên luôn, sao biết được hay vậy? Ổng nói địa chỉ mình đi tới đó, chỗ đi. Nhà nó không đó. Dạ. Chỗ siêu thị á. Tôi giao tôi dước. Không giao, không dước. Cái lúc đó là chú Mười gặp chị Lan là chú Mười cảm giác như thế nào? Thì cặp đó thì tôi nói em ngộ xấu gì anh cũng chịu chứ á, anh chấp nhận. Thì xuống tới đó thì điện thì lại gặp cổ đó thì tôi cũng thì trở về luôn đó chứ đâu có chú nữa. Gặp chị chú không ngại sao? Quá trẻ. Dạ. Không ngại sao chú? Không. Đồ. Đó. Cái cà phê người ta dần dần đó. Mà cấp đó cổ đang thù lùi à. Đang thù lùi à. Đang thù lùi à. Ồ, chú lên đây chú nuôi trắng trắng trẻ nè. Đang thù lùi à. Dạ. Mà ốm nữa cấp đó. Ốm. Nó đặt lòng đó, chứ lúc đó chú mừng dữ không? Thì thấy mình vợ con mình hồi trước thì mình sống với nó mà bây giờ mình gặp lại người yêu mới này mình cũng mừng chứ. Dạ. Sao mà vớ được bà vợ rất là trẻ luôn á chú Mừ. Mừng mà. Dạ. Ừ. Mở thai vậy hả? Ít thai có người vậy hết. Ừ, đâu có ai mà có duyên mà được người vợ trẻ vậy. Yeah. Sau này có mấy bé này nhờ nè. Tính kiếm thêm không chú Mừ? Đúng đấy, chứ bây giờ nghèo quá. Thôi, vậy đi. Chị còn trẻ nè. Sẵn là cho chị giữ thêm mấy đứa đó đi. Nghèo quá. Đúng rồi. Đúng rồi. Dạ. Không dám sanh. Cũng nhiều khi mình cũng ấy mà mình cũng ham mà không dám. Dạ. Nhưng mà có nữa lo không nổi hay chưa? Dạ lo không nổi. Chú Mười có đất có nhà gì không chú Mười? Dạ không có đất. Không có đất luôn. Dạ. Hồi xưa không có đậu người ta chứ mà. Dạ đậu vậy không đó. Dạ. Hồi trước thì ở bên vợ lớn thì có ở bên vợ lớn có đất. Rồi sau này thôi tôi cũng không có về nữa luôn. Bây giờ như lỡ anh chia sẻ video lên đó, bà xã chú Mười thấy gì về cự rồi sao? Dạ. Có cự không á? Không, đâu có mười mấy hai chục năm nay rồi đâu có đâu dễ gì nó về. Phải về về rồi. Lúc mà ở với vợ của chú Mười là có kết hôn gì không? Dạ, cũng có giấy kết hôn. Rồi sau này nó lấy giấy tờ đi chơi luôn. Dạ. Dạ. Con hỏi thật nha, chú Mười có chị Lan á thường đi bán vé số tiếp xúc nhiều người á, mà chú Mười có ghen không? Nhiều khi mình cũng sợ sợ vậy thôi chứ cũng không có gì. Dạ. Tại vì bà xã trẻ quá mà. Dạ. Nhiều khi mà đi bán nhiều người ta dòm nó. Dạ. Tai ghẹo chứ không chị? Ồ, có người ghẹo luôn rồi chú Mười. Chú Mười lớn tuổi vậy mà có người vợ trẻ rồi chăm sóc vợ rất ok rồi. Chị Lan thấy vui khi ở với chú Mười không? Vui mà ông ghen quá. Ghen hả? Ừ. Chú Mười ghen luôn. Ông nghi ngờ lắm. Mình đi bán số ông nghi ngờ lắm, ông đi theo nó. Ông gình đó. Gình chị luôn. Ờ kỳ quá không có được. Có luôn hả chú Mười? Ờ, chú Mười nãy nói ít ghen bây giờ đi theo gần luôn. Gần rồi chị lại chị nói sao chú Mười phát hiện khi phát hiện á? Nói không có được, ông vậy ông đi bán đi, ông gần vậy thì ông đi bán đi. Ở nhà chú còn sợ dữ nữa. Ở nhà lỡ ai lẻn vô rồi chú chắc nghỉ bán số luôn quá. Ở nhà giữ chị không quá. À chú Mười. Con đang quay có được cái đẹp nữa con. Nè chú la kìa. Dạ. Ê. Bé tên gì vậy chị? Bé Huy. Huy.
ngoài việc cầm câu ếch là chú Mười có đi làm gì nữa không? Thì khi ở trên Gia Trai này mướn thì cũng làm, rồi nhiều khi lúc trước thì đốt cây, giờ giờ ông kia ông nghỉ rồi, anh ba bên đây ông nghỉ rồi mới ở không không à, rồi trên này có kêu thì lên xe tiếp thì lên, yeah. Không không tiếp thì đi cắm câu. Cắm câu lớn tuổi mà vẫn còn đi cắm câu biết sống. Yeah. Sao hai vợ chồng mà chú không đi bán vé số luôn? Không đủ vốn rồi sao chú? Dạ không đủ vốn. Chứ còn mình không có xe phương tiện mình đi lấy số đồ xa đó. Thường chú mời chia, chia lên ta không à? Cách chỗ mình lấy vé số khoảng nhiều cây chú mời? Đây ngoài cũng 4 cây mấy à. Dạ. Chị có mua sữa, mua bánh gì cho bé nó ăn không? Không có. Không có uống sữa luôn hả? Sữa nó không uống. Không uống. Bé ăn cơm không hả chị? Cơm chút chút gì đó với bánh. Bánh hả? Chú Mười cầm câu lưỡi câu móc hay sao mà thấy tay nó bị ấy vậy hả? Khi mình gỡ đó chứ còn gỡ đó. Dạ. Nó dính ba cỏ rồi đó. Ngày là chú Mười lộ khoảng bao nhiêu cây số mình đi cầm câu? Nếu mà chưa cắt lúa thì lội cũng nhiều à. Dạ. Còn cắt lúa rồi lội nó cũng hơi khỏe chút. Nó... Đây mình tặng qua chỗ này chỗ nọ nó gần. Dễ. Dạ. Yeah. Ít cỏ. Thấy công quyền này sao thấy cũng bấp bênh quá. Mình cũng coi coi nó kỹ kỹ mà sông suối á. Ừ. Nói vậy mà chứ không sao, sợ sao á, sao mình phải gài cửa, mình đi ra rồi mình gài. Dạ. Nó leo ngoài ngày này nọ cho mình hai đấy được. Ở đây giấc chưa nóng dữ không hả chị? Mát. Mát ha. Ừ, mở mấy hãng màng là mát. Vậy nói vậy thấy cũng gọn gàng nắp quá. À chú cho tiền à, bánh nè à. Quy này, à chú không? Ơi, à, em bay cái nhà sơn cái hả chị? Ôi gọn gàng ngăn nắp chứ hả? Ủa mình có điện không chú mà xứ quạt gió nhiều chứ hả? Cũng ở trên bờ người ta mới cho điện đó, mới cho điện. Trong mình. Cái câu nhờ. Có mình xài có gì mình. Ở đây rồi người ta có thường cho mình gạo đó. Cũng có. Có. Thấy chú có chiếc xe đạp mà chú? Có chiếc xe đạp. Mà nó hư hả? Đạp này nó nặng lắm chứ nó cũng không có hư. Trời ơi, cái đồ bán tròn này. Đồ đạp này nó hư rồi. Bữa đó nhiều có... Mua 90 ngàn. Mua 90 ngàn. 90 ngàn. Bán vậy. Dạ. Mà lãng quẩn ở đây đâu có chạy đâu anh. Bán gần chợ đây là về rồi, đâu có xa đâu mà chạy. Không số á. Đồ. Đây trời diễn mưa gì vậy? Có dột gì không chị? Không, không có dột ha. Ở trên lập to luôn ha. Ừ, bây giờ gán giữ con bé Huy này chứ sông nước này nguy hiểm. Nguy hiểm đâu chị, nó mến chú Mười không chị? Mến. Thôi chị đưa nó chị qua. Bà không đi con, bà không đi, đi. Người ba là cái gì? Ba đi con, đi. Ba kìa, ba kìa. Qua nè. Đi bán luôn chuyện theo ổng. Mà hồi em ảnh nó theo mà khóc. Cái nhà nó khóc. Mình cũng thấy nóng lòng á, mình ẩm nó theo. Đúng chưa? Ở nhà dẫn nhà ổng chơi vậy đó. Còn em đi ra ngoài rồi nó đòi theo. Dạ. Chưa biết nói chuyện á. Chưa. Ra dấu hiệu không? Ba nói ông trước rồi năm 58 được. 58 tuổi. 58 ông trước 58. Chị có chồng lớn tuổi không? Nói lớn tuổi. Trước khi mà có chồng mà 58 tuổi đó có ai nữa chưa? Thì cũng có một có tình gian dở. Chị mấy chồng rồi? Em à. Đầu tiên là hàng chồng nước ngoài nó nghe lời bà già nó. Nó đi qua bển rồi nó bỏ em đây, em ôm nhỏ con gái đó là chồng nước ngoài đó. Rồi của chồng rồi. Nước ngoài là sao chị? Hả? Chồng nước ngoài là sao? Như là cái người chồng đó như là đầu tiên đó à, là ở nước ngoài ha? Ở nước ngoài đó. Chị là chị đi qua nước ngoài chị có chồng luôn? Không, ở đây Việt Nam ở đây. Rồi sau này mẹ nó bảo lãnh nó qua rồi nó mới đi qua bển à. Bỏ em đây nè, em ôm nhỏ con gái đó, lần nhỏ 10 tuổi đó, là con chồng trước đó.
người thứ hai nè, bị mắc, bị tai nạn mắt, 58 tuổi, hai đứa con. Ừ. Ồ, sau này mới gặp chú Mười. Ba người. Mười chỉ còn trẻ quá, chú Mười có sợ chỉ không ở lâu được với chú không? Hỏi thật á. Dạ, mình bây giờ mình thương rồi, ngày nào đó ngày nấy chứ mình cũng không biết cái vợ mình sao nữa. Nếu mà thiệt nó thương mình thì nó ở với mình chứ sao bây giờ mình đâu có. Mưa không? Dạ. Mưa không? Để mẹ đem xuống. Mưa mưa. Mưa. Chạy lên chỉ lấy đồ nha, mưa tới. Quy niệm hả chị? Đem vô. Ồ, chỉ mưa dữ rồi. Quá trời bầu trời chỉ mưa rồi. Đang ở Kiên Giang rồi đó. Ốc này chú bắt hay chú mự? Ốc bắt bán hay là cầm câu nha? Ốc này chú bắt cầm câu của nha. Trong cái chiếc ghe này hai vợ chồng với đứa con nhỏ, ngày xưa thì có một bé trai nữa nhưng mà không may bé tắm xong rồi nha. Bây giờ em cũng xin chào tất cả quý quán chị ạ, còn gặp lại video tiếp theo. Em mưa rồi, thôi con đi luôn chú Mười ơi, mưa rồi. Bữa nào con có dịp con đi ngang con thăm chú Mười ha, chúc chú Mười hạnh phúc với chị Lan nghe. Em đi luôn chị Lan ơi.